tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng, mà đôi tim cách xa. Nghe nhiều giọng anh thấy là sao giống Nhật Bình quá, mà không biết là ở ngoài có phát hiện ra mình hay không. Những người học trò của anh Ngọc Sơn thân mến, giọng của thầy mình mà không nhận ra thì học làm gì nữa, giọng của ba mình không nhận ra thì ba má gì nữa. Đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một nam nghệ sĩ đẹp trai, phong độ. Đây là một ca nhạc sĩ nổi tiếng nhờ hàng trăm bài hit do chính mình sáng tác. Khán giả ưu ái gọi anh ta bằng bốn chữ là ông hoàng nhạc sến, Ngọc Sơn. Tuy là mình là hết là trẻ nhưng mà mình rất thích dùng nhạc trữ tình, nên là mình hy vọng sẽ thấy ca sĩ Ngọc Sơn tham gia trong chương trình này. Mình rất là thích ca sĩ Ngọc Sơn tại gia đình khắp nơi. Ba ơi, nếu mà con tìm ra ba đừng giận con nha. Được chứ, ba không đâu tìm ra con đâu. Năm nay đã có cơ hội để trình diễn trong chương trình Ca sĩ Giấu Mặt, Ngọc Sơn vui lắm. Cảm ơn chương trình đã cho Ngọc Sơn có cơ hội để gặp đại gia đình dấu yêu. Kính chúc cả nhà dấu yêu đại gia đình có những niềm vui và có những giây phút say sưa, mê đắm chìm đắm trong chương trình Ca sĩ Giấu Mặt. Yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi. Yêu anh nhé, người anh yêu hơn. Và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi. Yêu anh nhé, người anh yêu hơn. Chương trình một tràng pháo tay nữa cho danh ca Ngọc Sơn cùng với tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay.
Thưa quý vị thân mến, kế bên cạnh Trường Giang là anh ba Ngọc Sơn thì cũng có một anh ba nữa, đó chính là danh hài Tấn Bèo. Xin giới thiệu ca sĩ Lâm Vũ. Xin giới thiệu ca sĩ Quách Tuấn Dương. Đứng bên phải Trường Giang là ca sĩ Kheo Giọt. Và nữ nghệ sĩ, nữ ca sĩ đeo mặt nạ, ca sĩ Uyên Trang. Cái bên Uyên Trang là ca sĩ Lương Gia Huy. Doanh nhân ca sĩ Michael Lan. Và giọng ca trữ tình Dương Ngọc Thái. Ngày hôm nay, ngoài sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời nổi tiếng, có gia đình, có học trò và đặc biệt là mẫu thân của danh ca Ngọc Sơn. Cảm ơn cô rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ mời các anh chị em nghệ sĩ về chỗ ngồi và chúng ta sẽ có một câu hỏi nhỏ dành cho tất cả mọi người. Xin mời. Xin hỏi anh ba, bà có cảm giác như thế nào vì ngày hôm nay xuất hiện ở đây? Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. À, thương hiệu, thương hiệu. Rất là vui và vô cùng hạnh phúc được tham gia chương trình Ca sĩ Giấu Mặt. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Ngọc Sơn được gặp gỡ đại gia đình khắp nơi và đứng với một MC rất là duyên dáng, rất là tình cảm. Cảm ơn rất nhiều, Ngọc Sơn rất là vui và hồi hộp vô cùng. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình Ca sĩ Giấu Mặt là một chương trình mà chúng tôi dành sân chơi cho các bạn trẻ yêu mến chương trình và yêu mến thần tượng của mình đến để tham gia, để thi thố và các em đó sẽ có may mắn hay không để giành được giải quán quân, đó là 300 triệu đồng tiền thưởng. Đây cũng là chương trình mà chúng tôi tôn vinh nghệ sĩ, ôm lại cái chặng đường mà họ đã trải qua. Thì ngày hôm nay cũng có mặt ở đây là những nghệ sĩ khách mời nổi tiếng. Họ là những người anh em thân thiết. Có những người là cùng trang lứa, có những người là hầu hết là đàn em và là con của anh Ngọc Sơn. Thì bây giờ mỗi người sẽ có hai từ để nói về anh ba Ngọc Sơn. Đầu tiên mời anh Ba Bèo, danh hài Tấn Bèo. Tấn Bèo và Ngọc Sơn thì không có xưng hô như những người khác. Tại vì đó là cái từ của Ngọc Sơn và Tấn Bèo đã sử dụng trong lúc đi diễn chung. Trong thâm cung bí sử mà không ai biết, chỉ Ngọc Sơn và Tấn Bèo hiểu. Cho nên là xưng hô là Vương Gia. Vương Gia xin kính chúc Hoàng Thượng lúc nào cũng sức khỏe, dồi dào. Đem lại những tiếng hát, gửi những bài hát hay nhất đến với đại gia đình thân yêu nhất của Hoàng Thượng. Đa tạ Vương Gia và đại gia đình. Đó là người anh Tấn Bèo cho là hoàng thượng của đời mình. Yên Trang. Để nói về anh Ngọc Sơn thì Yên Trang nghĩ là chỉ có hai từ tuyệt vời dành cho anh thôi ạ. I love you. Tuyệt vời. Ba Ngọc Sơn là một người trước kia là thần tượng của Thái. Và sau đó thì là ba của Thái. Hai từ mà Thái muốn nói đó là kính trọng. Kính trọng. Cảm ơn Thái. Dù như thế nào thì Quách Tuấn Du cũng muốn được trân trọng cảm ơn ba rất là nhiều đã cho con có một tình cảm và được gọi tiếng cha suốt nhiều năm qua. Một ngày làm cha và suốt đời cũng là cha. Love you ba. Anh Ngọc Sơn là một người cha, là một người anh trân trọng trong rất mọi công việc của Michael Lan và trong ca hát cũng vậy. Và gửi đến ba Ngọc Sơn lời chào kính trọng. Khi mà Lâm Vũ được may mắn biết thầy Ngọc Sơn thì thầy Ngọc Sơn lúc nào cũng dạy cho Lâm Vũ từng cái một. Bây giờ để nói tới thầy Ngọc Sơn, Lâm Vũ cũng có hai từ thôi là kính thầy. Kính thầy. Yeah. Cảm ơn Lâm Vũ. Linh Huy rất là hâm mộ thầy từ những tháng ngày còn ở quê và đi chăn trâu cắt cỏ cũng đã nghe nhạc của thầy. Con chỉ xin nói hai từ ngắn gọn. Nể trọng. Xin cảm ơn. Nể trọng. Và bây giờ xin mời Kheo Giót. Kheo chỉ có hai từ thôi, đó chính là cảm ơn thầy. Nói về nhạc mà riêng mà anh Ngọc Sơn sáng tác thì ở đây không ai không thuộc. Bất chợt ai đó kêu Trường Giang hát ba bốn bài hát được liền. Dễ mà, trong tay không tiền đời mấy ai thương. Quá dễ. Trả lời em yêu chiếc khăn ngày nào. Em ơi đêm nay con chẳng nghe chưa chứ mi. Nhiều lắm, em thuộc hết. Nhạc của anh là em thuộc hết. Về anh Sơn mà nói về những bài hit thì có thể bốn số vẫn chưa hết những bài hit. Nhưng mà chương trình có giới hạn, mỗi người chỉ được làm một số duy nhất mà thôi. Riêng Trường Giang số nào cũng có. Và bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào chương trình Ca sĩ Giấu Mặt mùa thứ 3. Ca khúc được chọn dành cho vòng chơi đầu tiên này là ca khúc được mang tên Vầng Trăng Cô Đơn. Cái video clip này mình thực hiện lâu chưa anh? Video này thực hiện năm 2007. Xin phép hỏi anh là
Vì sao tới giờ chưa lấy vợ mà vẫn còn vần trăng cô đơn? Cái số may không được may mắn trong tình yêu, cho nên với suy nghĩ đến tình yêu mới yêu thầm thôi, thì người yêu vòng vòng đi lấy chồng hết trơn, thành ra mình thành vần trăng cô đơn. Nhưng mà trên video clip vừa rồi tất cả mọi người đều thấy có rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng của showbiz. Ví dụ như ở đây có Lâm Vũ, ngày xưa quá đẹp trai, ngày xưa nhìn chị không nổi luôn. Chính là hồi xưa lúc đó là cái fashion mà tóc tai bu hai mái lúc đó là rất là đẹp trai, cái lúc đó là modern, cái lúc rất là đẹp. Bây giờ nó khác rồi, có thể là nhìn lại nó không đẹp thôi, chứ lúc đó rất là đẹp. Mình không đẹp. Nói tóc, mình nói cái mặt thôi. Cái mặt của nó cũng đẹp, lúc đó tôi rất là trẻ, lúc đó tôi mới có 22 tuổi, tôi trẻ lắm. Ồ, lúc đó là 22 tuổi hả anh? Tôi 32 nè. Khả năng nhảy của anh Ba Ngọc Sơn quá đỉnh. Bây giờ em hỏi cái, ai chỉ cho anh nhảy, anh học ở đâu? Đi ngang quán cà phê thấy người ta chiếu Michael Jackson thì Ngọc Sơn học lóm chứ không có tiền để mua tivi, làm gì có tiền để mua tivi về dạ, xem. Học lóm từng bước nhảy và những cái động tác nhảy của quốc tế nữa, những động tác rất là lạ. Dạ. Kết hợp cái đầu gối, cái chân, thí dụ cái này. Cái chân đầu gối và cái gối phải chịu lực cực mạnh chứ không phải giống như này. Hay quá. Kính thưa quý vị thân mến, như anh Ba Ngọc Sơn nói là nhảy ai cũng có thể học, nhưng không phải ai cũng có thể nhảy. Ví dụ giờ đưa Dương Ngọc Thái nhảy chết quật, đúng không? Không bao giờ được. Nhưng ở đây có người nhảy không thua anh đâu, đó là anh Ba Tấn Bèo. Đó. Bây giờ xin phép mời hai anh ba lên đây để xem trình độ và đẳng cấp về nhảy nhót ai dữ hơn ai. Xin mời anh Ba Tấn Bèo. Ai là người chiến thắng sẽ mang về một danh hiệu là cặp chân vàng 7. Anh không thể có danh hiệu được. Ai là người chiến thắng sẽ mang về gọi là những bước chân thần tốc. Sao làm những ai chuyện khó người... chi vậy anh? Ai là người thua? Tại vì em biết người sẽ thua mà, anh hiểu không? Sao em làm những chuyện khó nói với anh chi vậy? Ai là người thua sẽ mang về danh hiệu cặp chân cùi bắp. Đó. Cái đó là cũng danh dự. Danh dự. Chân cùi bắp không phải là bình thường. Chân bắp chuối là có, mà chân cùi bắp là không có. Tất cả đã sẵn sàng. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt khi âm nhạc bắt đầu. Còn bây giờ chúng ta cũng chờ đón một màn song đấu. Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chưa. Anh làm gì nữa? Anh từ từ từ. Nhảy kiểu gì? Hả? Chuẩn bị phải cái kiểu gì? Âm nhạc lên, cứ thế mà nhảy. Tất cả mọi người đều sẵn sàng. Và bây giờ màn song đấu. Hồi đó giờ có thấy anh nhảy chưa? Trời ơi, người ta giới thiệu mà cản hoài. Kính thưa quý vị. Thấy rồi thì thôi. Và bây giờ thấy rồi thì màn thôi đi. Song đấu chuẩn bị bắt đầu. Bắt hại đời tao hoài. Hại đời tao hoài. Hại đời tao hoài. Xin mời âm nhạc. Nhạc gì? Đừng có làm tôi sợ. Tôi không sợ đâu. Cái gì vậy? Trời ơi, không mang kiến là sợ rồi, còn mang kiến nữa. Chơi, chơi luôn. Trong cỡ này không? Cảm ơn anh ơi, qua bên đây đi, tụi em đã chuẩn bị một cái bình thở oxy rồi. Trời ơi, có phải tôi không? Kính thưa quý vị thân mến, như quý vị đã thấy bên tay trái chuyện giang đó chính là anh Ba Ngọc Sơn với vũ điệu của Michael, và bên tay phải của chuyện giang là anh Ba Tấn Mèo nhảy không với vũ điệu của đuông dừa. Như vậy là cái danh hiệu gọi là cặp chân cùi bắp đã thuộc về danh hài Tấn Bèo. Xin chúc mừng anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đây em dìu anh xuống. Riêng cái phần lăn hồi nãy là phần hấp dẫn nhất của chương trình, mà cái phần nói chung là cái giò lăn thì có lúc nó cũng bị kẹt rồi. Bây giờ sẽ là lúc anh Ba Ngọc Sơn bước vào bên trong cùng với năm thí sinh. Mỗi ô cửa là một thí sinh, và dĩ nhiên không ai biết ai đang đứng ở vị trí nào. Khi giọng ca nào cất lên, đèn ở ô đó sẽ bật sáng. Chúng ta không biết người đó là ai và cũng không biết anh Ba Ngọc Sơn đang đứng ở đâu. Nhiệm vụ của những vị khách mời và khán giả ở đây
là lắng nghe, sau đó ghi nhớ ô số. Ở vòng thi đấu đầu tiên này, hãy bấm nút bình chọn cho giọng ca mà mọi người nghĩ rằng không giống Ngọc Sơn nhất. Tất cả đã sẵn sàng. Xin mời anh Ba vào bên trong. Đừng khóc, đừng buồn nghe em, chỉ làm cho thêm đớn đau. Tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời. Tình lẻ một người sáng sớm, một người lẻ rơi đứng trời. Em ơi, còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Em mơ đêm nay vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa, mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây, ngày mai em ra đi chôn giấu bao kỷ niệm. Trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Xa rồi những tháng ngày vui, xa rồi dấu yêu thua nào. Xa rồi em nhớ gì không, hay em chìm đắm trong tình mơ. Vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa, mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây, ngày mai em ra đi chôn giấu bao kỷ niệm. Trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. 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 Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là 6 giọng ca trong 6 ô cửa đã cất lên. Những người học trò của anh Ngọc Sơn thân mến, giọng của thầy mình mà không nhận ra thì học làm gì nữa. Giọng của ba mình không nhận ra thì ba má gì nữa. Đó. Riêng về Dương gia có thể bị trút ngôi đó. Chúng ta sẽ hỏi nhẹ Dương Cha Pèo, theo anh nghĩ giọng ca ở ô nào hát không giống anh ba Ngọc Sơn nhất? Ô số 5 là anh thấy ca thì ca thôi, nhưng mà cái chữ không giống của Ngọc Sơn. Cảm ơn anh. Vô nghĩ sao? Người hát không giống ba nhất là ô số 4. Còn chúng tôi không hỏi ba anh đang ở đâu. Chúng tôi không quan tâm. Rồi, quyết định là người mà hát không giống nhất là ở ô số 4. Mỗi người một ý kiến. Bây giờ hỏi thêm một người nữa trước khi chúng ta đi tìm bình chọn. Mời Uyên Trang. Theo Uyên Trang, ai hát không giống anh ba Ngọc Sơn? Theo Trang thì ô số 5 là có cái chất giọng không giống anh ba nhất. Uyên Trang bên phe của anh Bèo. Có thể sẽ ôm hận. Bây giờ chúng ta hãy xem một cái quyền nữa, đó là quyền bình chọn. Sẽ có bao nhiêu người bình chọn cho thí sinh sau mỗi ô cửa, chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Xin mời. Và như vậy là thời gian dành cho bình chọn đã kết thúc. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm lượt bình chọn dành cho thí sinh sau mỗi ô cửa. Xin mời. Ô cửa đầu tiên, tấm lượt bình chọn đó chính là và bây giờ là lượt bình chọn dành cho ô cửa số 2. Bây giờ lượt bình chọn dành cho ô cửa số 3.
Bây giờ là ô cửa thứ 5. Như vậy hiện tại chúng ta nhìn lên trên sân khấu cũng có thể biết thí sinh trong ô cửa nào sẽ là người dừng cuộc chơi. Kính thưa quý vị thân mến, sinh con ra là mẹ, dạy con lớn là mẹ, nuôi nấng con là mẹ, trở về khóc bên con cũng chính là mẹ ôm con. Chúng ta hãy cùng hỏi thân mẫu của anh Ngọc Sơn vài điều. Dạ, cô nghe tất cả mọi người hát rõ đúng không cô? Thì theo cô, anh Sơn đang ở ô cửa số mấy? Dạ, cửa số 2. Cô chắc không? Chắc. Vì sao cô nghĩ rằng con trai cô đang ở cửa số 2? Tại vì nghe giống. À, tức là giống thôi chứ mà anh Sơn đúng không? Đúng Ngọc Sơn. Đúng Ngọc Sơn mà giống nữa. Dạ, dạ. Ủa vậy anh Sơn đang ở đâu? Dạ, cửa số 2. Là chắc chắn là anh Sơn không cô hả? Dạ. Nếu lỡ bây giờ anh Sơn bước ra từ ô cửa số 5, hoặc ô cửa số 6, hoặc ô cửa số 1, số 3, hoặc số 4, những ô đó không phải anh Sơn, thì anh sẽ buồn lắm. Dạ, anh Trần Ngọc Sơn ở số 2. Chắc chắn không thay đổi. Như vậy là người mẹ thân yêu của anh Sơn khẳng định anh Sơn sẽ là ô cửa số 2. Theo tất cả quý vị nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay, anh Ba Ngọc Sơn đang ở ô số mấy? 3, 2, 1. Kính thưa quý vị, cuộc sống này cái gì cũng có thể xảy ra. Người bước ra từ ô cửa mà phải dừng ở vòng thi đấu đầu tiên là ai? Và ca sĩ chính Ngọc Sơn sẽ bước ra từ ô cửa số mấy? Xin mời. Đây là ô cửa có thí sinh phải dừng cuộc chơi ở vòng chơi đầu tiên. 3, 2, 1. Xin mời. Ô, Ngọc Sơn. Ngọc Sơn. Không phải hả? Đây không phải là ca sĩ Ngọc Sơn, nhưng không có nghĩa là mọi người đang đoán trúng. Biết đâu bên trái sao, hoặc là bên phải sao. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Xin mời ô cửa. Hãy mở cửa để anh Ngọc Sơn bước ra. 3, 2, 1. Xin mời. Anh thấy không anh Ba? Cái giọng anh nó quá đỉnh rồi. Anh hát một cái anh không cần nói, chỉ cần thở người ta cũng biết anh ở đâu. Anh nghĩ sao về các bạn này? Hồi nãy anh ở trong anh nghe rồi. Vừa nãy anh thấy anh nghe hát giống lắm, anh cũng giật mình. Anh nghĩ là chắc mọi người khó nhận ra lắm. Đây là người hát giống Ngọc Sơn nhất đó. Rồi bây giờ bạn hãy giới thiệu bạn thực sự là ai. Mình tên là Thế Anh, nghề nghiệp là kiến trúc sư, hiện đang công tác ở Bình Dương. Từ khi bạn sinh ra là có cái giọng giống anh Ba, hay là bạn có một chút năng khiếu rồi bạn cố tập? Bản chất là cái dây thanh quản với là cái giọng của em không có giống à. Nhưng mà chắc hồi nhỏ cứ nghe rồi cái hát theo rồi mê, rồi cái chắc cũng giống chút chút. Cái may mắn nó chưa đến thôi, chứ không phải là bạn hát không giống. Bây giờ em không may mắn phải dừng lại ở vòng thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên chúng ta còn gặp nhau ở cuối chương trình. Em có một cơ hội là hát trước mặt quý vị khán giả xem đài, đặc biệt nữa là có các anh chị ca nghệ sĩ, đặc biệt nữa là đứng bên cạnh thần tượng mình để hát. Bài hát bạn chọn sẽ là bài hát gì? Em kính mời anh Ba song ca với em. Bài hát Biết Nói Gì Đây, bài hát do anh Ba sang. Bây giờ bạn có muốn một ngày đó anh Sơn sẽ là người trực tiếp chỉ dạy bạn hát không? Em là em mê anh Sơn từ hồi nhỏ xíu, cho nên nếu bây giờ mà có cơ hội mà anh Sơn nhận em là chắc là rất là không có nỗi hân hoan nào mà vui bằng. Nói làm sao cho ảnh nhận đi. Cái này là không sao nói bằng lời được luôn. Nhưng mà nói thiệt, nếu mà được là thầy nhận học trò làm đệ tử học trò rất là vui mừng, rất là hạnh phúc. Những người học trò Ngọc Sơn đã nhận. Đầu tiên Ngọc Sơn tiên học lễ hậu học văn. Ngọc Sơn thấy con người đó phải có đạo đức, phải lớn hơn cả cái tài của mình. Là thầy đã thấy em là đã từ lâu rồi, đã quý mến. Thôi hôm nay có sóng truyền hình, thầy sẽ nhận em là học trò. Và từ nay trở đi sẽ là... Hay quá. Mời thầy xin em. Mời anh Tấn Bèo, anh có ý kiến gì không ạ? Chúc mừng em là trở về với đại gia đình của Ngọc Sơn.
Và anh xin báo cho em biết, nếu em học Ngọc Sơn về giọng hát, cái kỹ thuật điêu luyện của Ngọc Sơn, thì còn nếu mà nhảy thì nhảy thì kiếm anh nha. Vương gia nhớ truyền nhảy nha, mấy cú nhảy lắc mông của Vương gia rất là lăng lăng hả, lăng anh nhảy cú anh, cái chuyện đó của anh nhận cái phần dạy nhảy cho em Út nó rồi thôi nha. Chúc mừng thưa anh, từ hôm nay sẽ là học trò của thầy Ngọc Sơn. Như vậy là chúng ta vừa trải qua vòng chơi đầu tiên và Thế Anh là người dừng cuộc chơi ở vòng thi thứ nhất. Bây giờ sẽ là vòng chơi thứ hai. Và dĩ nhiên một ô cửa sẽ được tắt đi. Vị trí tiếp tục thay đổi. Anh Ngọc Sơn một lần nữa ở ô cửa nào? Không ai hay biết. Ai sẽ là người bước ra từ ô cửa nào sẽ bắt đầu hấp dẫn từ vòng thi đấu thứ hai. Và ở vòng này quý vị tiếp tục bình chọn cho người hát không giống Ngọc Sơn nhất. Ca khúc được chọn mang tên chỉ có một chữ thôi, ca khúc có tên là Tiền. Trong tay không tiền đời mày ai thương, những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh, bao đêm ngao ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao trời ơi. Bây giờ em hỏi anh ba, cái bài này anh sáng tác năm nào? Bài Tiền Ngọc Sơn sáng tác 2009. Lúc đó em là một trong những người nghe đầu tiên. Anh không nhớ nhưng em nhớ. Có một lần em diễn ở trong đồng, lúc đó em diễn với lại các anh chị. Mọi người diễn về hết rồi thì em là người qua cái phòng kế bên. Anh ba mới qua, mọi người nói anh ba ngồi lại cho anh ba. Nói không, tôi uống miếng nước tôi về. Đó, xong cái anh ba nói, có bài hát mới. Hát cho nghe, có bài hát mới. Thì bà mới hát mấy câu, trông thấy không tiền đời mấy ai thưa. Em xem sao là hay quá, nói anh bài, sao không ra album. Chưa, từ từ đi. Dạy bữa nữa. Và cũng rất là tự hào mà là một trong những người được nghe cái bài đó đầu tiên. Bây giờ anh hát nhẹ cho Dương gia đoán sai cái được không? Hát nhỏ thôi, ví dụ. Trông ta không tiền đời mấy ở thưa. Vẫn nhận ra, Dương gia vẫn nhận ra. Thôi được rồi, nhiều khi bài vô trong kia mới bung, giờ vẫn còn giấu. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và bây giờ mời anh ba Ngọc Sơn bước vào bên trong. Trong tay không tiền đời mấy ai thương, những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh, bao đêm ngao ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao trời ơi. Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ vì đời không giống trong mơ, kiếp người phần số riêng ai, trần gian là cõi đó đầy, thì cớ sao gây oán thù vì danh lời mà đau, vì kiếm tiền phù nhau, những khi có tiền thì tiên cũng có. Lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe, đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi. Và kính thưa quý vị, tất cả mọi người đã nghe rất rõ ràng, những giọng ca rất giống anh Ngọc Sơn. Sau khi chúng ta bình chọn nửa bài hát còn lại, tất cả mọi người sẽ bước ra đây hát với nhau. Lúc đó chúng ta sẽ biết ai bước ra từ ô cửa nào và anh Ngọc Sơn là số mấy. Bây giờ hỏi anh Michael Lan, theo anh nghĩ ô số mấy hát không giống anh Ngọc Sơn? Tất cả các ô đều hát rất giống Ngọc Sơn, nhưng mà chỉ có lựa chọn một thôi, thì Michael Lan chọn số 2. Cảm ơn anh, vì sao? Người nghe biết rất là rõ, trong cái từng cái chép và cái nhả từ Ngọc Sơn thì chắc chắn là khó. Thầy gắn nguyên cái âm ly vào người rồi, thế nên cái độ vang của thầy là dễ nhận ra lắm. Mà chỉ được chọn một số thôi đúng không? Đúng vậy.
Số 3 hát không giống. Kheo Giót nghĩ là số mấy hát không giống? Kheo nghĩ là số 4 là hát không giống nhất, vì âm thanh hơi bị u, nó không có thoát ra. Có một người nãy giờ vẫn ngồi điềm tĩnh, đó là nghệ sĩ Tấn Bền. Tuy nhiên chúng ta sẽ không hỏi anh ấy, để cho anh ấy điềm tĩnh thêm chút nữa, chứ giờ vẫn còn hoang mang lắm. Bây giờ là thời gian dành cho bình chọn, xin mời. Và như vậy là thời gian dành cho bình chọn đã kết thúc. Ngay sau đây, nửa bài hát còn lại, xin mời. Trong tay không tiền đời mấy ai thương, trong tay không tiền đời mấy ai thương. Bao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời quạnh mặt làm ngơ, khi đời không giống trong mơ. Kiếp người phận số riêng ai, trần gian là khói đọa đầy. Như cớ sao gây oán thù, vì danh lời mà đau, vì kiếm tiền phù nhau. Nhưng khi có tiền thì tin cũng có, lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, đi một chữ liền mà ôi. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ liền mà cảm ơn mọi người rất là nhiều. Như vậy là tất cả mọi người đã bước ra từ trong ô cửa, và dĩ nhiên ca sĩ Ngọc Sơn bước ra từ ô cửa số 1. Chúng ta hãy cùng chờ xem bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi ô số. Như vậy chỉ có 5 lượt bình chọn dành cho ô cửa số 1 của ca sĩ Ngọc Sơn. Và bây giờ là 27 lượt bình chọn. Số lượng bình chọn rất cao. Thí sinh ở ô cửa số 4. Và 24 lượt bình chọn đã thuộc về thí sinh đứng sau ô cửa số 5. Bây giờ còn lại 16 lượt bình chọn và 28 lượt bình chọn. Chúng tôi đã nhận được thông tin trên đài vũ trụ gửi về dưới sự điều khiển của cơ trưởng Lâm Vũ, cơ phó Quách Tân Du. Và thông tin chúng tôi nhận được, 28 lượt bình chọn đau lòng phải thuộc về vị trí số 3. Không sao hết, cuộc sống mà, tiễn đưa ngàn dặm rồi cũng phải chia tay. Mời các bạn còn lại chúng ta vào bên trong chuẩn bị. Và như vậy là vị trí thứ 3 đã phải dừng lại ở vòng này. Mời bạn tự giới thiệu về mình. Vâng, em tên xin tự giới thiệu về mình. Tên em là Nguyễn Viết Hùng. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Năm nay mình có gia đình chưa anh? Vâng, cũng báo cáo với anh Trường Giang là em năm nay là hai cháu. Một cháu gái lớn là 13 tuổi. Cháu nhỏ thứ hai là 3 tuổi. Và cháu mẹ đang mang bầu. Dạ, là hai cháu rưỡi hả? Là hai cháu rưỡi đó. Nãy giờ anh nghe nhiều giọng, anh thấy là sao giống giật mình quá, mà không biết là ở ngoài có phát hiện ra mình hay không. Mình cũng là hồi hộp nghe.
Nói chung là các em hát rất là hay. Cảm ơn em rất nhiều, tấm lòng của em cũng như là trong đại gia đình, những người nghe nhạc Ngọc Sơn khắp các nơi mà em lại có được trời cho cái giọng hát ra được giống anh nữa và được mọi người yêu mến. Thôi chúc em và gia đình thật là sức khỏe thật tốt nha. Hai con ngoan ngoãn học giỏi nha. Bây giờ anh có điều gì nói với anh ba không? Một câu gì đó chân tình. Anh ba là em hâm mộ từ thuở nhỏ mà không nhớ là từ khi nào nữa. Giọng hát của anh thì mang đến cho em thực sự mà nói là không thể tả hết được. Em thực sự là rất là thần tượng và thích giọng hát của anh ba. Vâng, và cũng nhân tiện hôm nay chương trình thì em cũng xin được hát tặng tất cả quý vị khán giả ở đây và MC Trường Giang cùng anh ba ca khúc được mang tên Được Thời Lên Hương. Đầu xuân xin chúc muôn nhà yên vui, một năm an khang phát lộc phát tài. Xuân này hơn hẳn xuân qua, tưng bừng đua nở trăm hoa, rộn vang tiếng nhạc lời ca. Ngoài kia nắng thế và đầy gió hát vui sao lòng người, ở hiền gặp tiên hữu duyên thiên lý hồ, lời dành đã tới thắm tình xuân tuyệt vời. Đâu ai khó mà đời bạn bè thôi ơi, gian khó qua rồi dậy mà đi thôi. Đâu ai khó mà đời những người thôi thương may mắn đến rồi. Được thời lên hương. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Như vậy là hai vòng đã trôi qua. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở cuối chương trình. Cảm ơn anh Trường Giang. Cảm ơn, xin chào bạn. Và kính thưa quý vị thân mến, như vậy là nhiều cung bậc cảm xúc đã xảy ra. Vui có, dễ thương có, giọng hát hay có, những câu nói đùa giữa các chị em nghệ sĩ làm cho tinh thần mọi người ở đây cũng hưng phấn hơn. Và bây giờ sẽ là một món quà đến từ anh ba Ngọc Sơn và doanh nhân ca sĩ Michael La. Đón chị về miền xuôi, đây đồng bằng xanh tươi, kia Trường Giang ngất trời, xuống Hồng Lĩnh sẽ ta ngọc ngà nước biếc sông Lam. Em sinh tươi Cao Bằng, anh bạn hiền Trà Vinh, đi Đồ Sơn thân yêu, về Bạc Liêu nghĩa tình, đến Quảng Nam núi thành bóng hình ôm tròn vào tim. Là bấy nhiêu tình thương, nhiều đêm thức trắng nhớ về gia đình, có ai bên mình những lúc ốm đau. Đôi khi nước mắt lưng tròng chứng kiến bao đau lòng cảnh ngộ thương tâm. Riêng tôi không phóng nhanh giành đường và cũng không xem thương tai nạn hiểm. Oh,
quý vị thân mến, chúng ta dành một tràng pháo tay nữa cho Vũ đoàn Phương Việt và cặp song ca đình đám Ngọc Sơn và Michael Lan. Cảm ơn Michael Lan rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ ba. Tiếp tục một ô cửa nữa sẽ được tắt đi. Anh Ngọc Sơn và vị trí các thí sinh tiếp tục được thay đổi. Và ở vòng thứ ba này chúng ta tìm ra thí sinh hát không giống ca sĩ Ngọc Sơn nhất. Và ca khúc được chọn vô cùng nổi tiếng được mang tên Lòng Mẹ. Thật sự là thưa quý vị, là nhìn lại những hình ảnh vừa rồi là mình cảm thấy rất là xúc động. Cái đầu tiên muốn hỏi là cái bài này mình sáng tác năm nào anh? Bài này sáng tác năm 87. Bao nhiêu năm học trường đại học thanh nhạc rồi chờ đợi. Đưa lên bài nhớ là cái hát là thành bùng nổ liền ngay tức khắc. Sau đó về suy nghĩ đến ước gì của mẹ. Nói mẹ biết cái chắc mẹ vui lắm. Nó cảm xúc bộc phát lên. Đùng một cái viết lên rồi về thăm mẹ. Nói gì thì nói, hôm nay là có mẹ. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với mẹ về những gì mà chúng ta được thấy, được nghe, được biết và được hiểu về anh Ngọc Sơn. Cái tình cảm mà anh Sơn đối với mẹ như thế nào. Thì ngày hôm nay là cái số này là số của anh Ngọc Sơn. Mình ôm lại những kỷ niệm về anh Sơn thì rất là có những bài rất là hay về mẹ, về ba và về gia đình. Cái bài Lòng ra, cảm ơn cô rất nhiều và chúc cho cô càng ngày càng nhiều sức khỏe hơn để bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho anh Sơn, cũng như anh Sơn sẽ có thời gian dài để phụng dưỡng cho mẹ thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, bài hát Lòng Mẹ của Ngọc Sơn là một trong những bài vô cùng tâm đắc, đi từ trong tim đi ra. Thế nên từng câu, từng chữ, từng lời không thể nào mà lẫn lộn được nếu như anh cất giọng. Thì một lần nữa sẽ là rất dễ dàng cho quý vị khán giả, cho các vị khách mời, nhưng sẽ là khó khăn vô cùng cho các bạn thí sinh. Và chúng ta hãy cùng chờ xem các bạn ấy sẽ cố gắng như thế nào. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm của danh ca Ngọc Sơn mang tên Lòng Mẹ. Chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa man mác gợi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Già chờ con ngồi đếm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hãy âu yếm bên con. Mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Chờ mong tim con ngày tháng, lòng đầy đau sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thấm tuôn chào. Còn đâu bao dấu yêu xưa mà nay con đã đi xa. Nghe già chưa mong con hoài. Như vậy nửa bài hát đầu đã kết thúc. Quách Tấn Du. Ô số 1 là người hát không giống nhất. Nghe là biết liền, giọng rất là non. Anh Bèo, anh thấy sao? Dù có ca giống cơ nào nhưng cái bài này là nó đi vào lòng người rồi. Thì nghe câu đầu thì nhắm mắt là biết giống hay không. Bởi vì anh không cần nhìn số và nói là anh biết là số 1 không giống Ngọc Sơn. Sao Lâm Vũ thấy sao? Anh chọn số 4 giống mà.
Số 4 là không có giống đó. Vấn đề là số 4 là thấy là không bao giờ giống rồi đó. Hát không có hồn gì hết. Đó không. Đó. Hát số 4 là thật sự hát mình biết là không phải của thầy mình đâu, thầy mình sao hát vậy được. Đúng không? Cá cược luôn. Cả không. Nhưng đó là về tâm hồn thôi, nhưng mà lý trí thì mình không có chọn số 4. Tôi ngược lại, tôi chọn số 4 là ba Ngọc Sơn đó. Đang chọn không giống mà. Giống. Đang bây giờ cái giọng này là chọn không giống. Chọn không giống chứ. Chọn không giống mà. Lâm Vũ nói. Lâm Vũ nói là số 4 không giống. Số 4 là không giống. Lâm Vũ phải giữ quyền mà cãi nhau. Đang đây là chọn không giống đúng không? Đúng không? Tôi thấy bây giờ nãy giờ cãi quá. Không giống Ngọc Sơn là ai? Không tranh cãi nữa. Bởi vì tranh cãi nữa thì cũng không đến đâu. Bởi vì trong trái tim họ đã có vị trí cho từng người. Chúng ta cùng nhau bình chọn. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Chúng ta tiếp tục lắng nghe nửa bài hát còn lại để xem ca sĩ Ngọc Sơn và thí sinh bước ra từ ô cửa số mấy. Xin mời. Thân mến, học trò của anh, nam ca sĩ, dạo này chỉ chơi game ít hát Lâm Vũ. Đã khẳng định rằng người hát không giống nhất là số 4, đó là vị trí của anh. Anh nghĩ sao về điều này? Cái chuyện này cũng bình thường thôi. Tại vì điều đó khẳng định rằng game show này rất là vui. Không phải ai cũng nhận ra được giọng Ngọc Sơn khi hát một hai chữ bên trong. Còn rất nhiều các em, rất nhiều người khác hát những nốt có thể là đặt được những nốt cao thì dễ phát hiện ra giọng Ngọc Sơn. Còn những đôi khi những nốt trầm á, mình hát nhanh quá, đôi khi học trò mình mọi người nhận không ra là lẽ thường tình thôi. Em nhận ra hết á, nhưng mà tại em không thích Giang, em Mỹ Giang cho thích cho Giang nói chơi thôi. Chứ thầy hát bất cứ một nốt nào trò cũng nhận ra. Không cần trình bày, lên sóng chúng tôi có thể thấy những mấy cận hết rồi. Cái này mình nói thật lòng nè, đã hát hay rồi thì tập hát dở không được. Chính xác. Vừa rồi là một cái khoảnh khắc mình trò chuyện cho nó vui. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi ô cửa. Bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, lượt bình chọn thấp nhất có tất cả là 10 lượt bình chọn dành cho nam danh ca Ngọc Sơn. Có 22 lượt bình chọn dành cho thí sinh trong ô cửa số 2. Sẽ còn lại 2 lượt bình chọn, đó là 40 lượt và 28 lượt. 40 lượt bình chọn thuộc về ô cửa nào thì thí sinh trong ô cửa đó sẽ dừng cuộc chơi ở vòng thi đấu thứ 3. Và 40 lượt bình chọn sẽ dành cho ô cửa số 1. 28 lượt bình chọn sẽ dành cho ô cửa số 3. Và như vậy mình phải dừng lại tạm thời ở đây, bởi vì
theo mọi người nhận định là mình hát không giống anh ba Ngọc Sơn nhất. Xin mời bạn tự giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Trùng Vương ạ. Em sinh năm 1980 ạ. Em chạy xe ôm. Quê em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Nhớ hồi xưa là anh ba có về quê hát, lúc đó mình còn nhỏ nhỏ, xin mẹ đi hát, gọi đi coi anh ba hát mà không có cho đi coi, rồi nằm nhà nghe thoáng thoáng anh ba hát bài Lòng Mẹ Hai. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội được gặp anh ba thì chúng ta ôm cái, đúng rồi. À, sau đây em xin hát bài Đạo Làm Con ạ. Xin hát chung anh ba Ngọc Sơn ạ. Con quỳ con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Năm dài tháng rộng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người. Ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vô đến vô công cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dạt dào. Nhớ những đêm lạnh giá cha ôm con sưởi ấm trong lòng. Nhớ những ngày thức trắng đêm thâu, nay con về đây bao năm ngược xuôi bôn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chín suối trăng mây. Ơn sâu nghĩa nặng là đây, con luôn ghi nhớ suốt đời. Đạo con chứ hiểu gì đâu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Vừa rồi là bạn trình diễn, là mọi người cũng thấy là bạn rất là cảm xúc. À, Ngọc Sơn thấy rằng giọng ca của em Trùng Vương rất là tốt, cả nhà thấy đúng không? Âm sắc rất là mạnh và có rất là có tương lai trở thành một ca sĩ có tiếng tăm. Ngọc Sơn cũng mong rằng giọng ca Trùng Vương qua cuộc thi này thì luôn luôn được đại gia đình khắp nơi đón nhận và sẽ trở thành một ca sĩ tốt trong tương lai. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là ở vòng cuối cùng này, là vòng thi đấu thứ tư, chỉ còn hai thí sinh và nam ca sĩ Ngọc Sơn. Bây giờ hai bạn sẽ chuẩn bị bước vào trong hát bài hát cuối cùng ở vòng thứ tư. Tuy nhiên, trước khi đến với bài hát đó, hai bạn sẽ có cơ hội thể hiện bài hát riêng của mình. Bạn sẽ giới thiệu bạn là ai và bạn sẽ trình diễn bài hát gì? Em tên là Lâm Ngọc Khang, em đến từ Bình Định. Em hiện tại công việc của em là bán máy nóng, nóng lạnh. Bán máy nước nóng lạnh là mình bán mùa lạnh, mình bán nước nóng hay là mùa sao? Dạ ông, em chuyên nhận về thi công đường ống nước nóng năng lượng mặt trời. À, tức là mình, ai gọi? Alo. À, tới nhà tôi lắp hệ thống mặt trời. Dạ. Cho nhóm nhảy của tôi tấn bèo đây là mình tới mình lắp đúng không? Dạ, lắp nhà anh Trường Giang trước. Bạn sẽ trình diễn ca khúc gì? Một ca khúc sáng tác của anh Ba Ngọc Sơn, bài hát được mang tên Về Thăm Mẹ. Gian mẹ áo gầy tóc đã điểm xưa,
già xa chia nắng mưa dai dầu nuôi đàn con nhỏ mà vui. Mẹ ơi con nhớ làm sao bữa cháo ngày rau bên nhau vui mãi trăm xiêu. Con sẽ về thăm lại mẹ yêu. Giọng hát rất là ngọt ngào, rất là dễ thương, rất là giống anh Ba Ngọc Sơn. Bây giờ mình sẽ giao lưu với người kế tiếp để xem bạn ấy tên là gì và công việc hiện tại. Xin mời. Lời nói đầu tiên cho Lâm Ngọc Huỳnh xin gửi đến MC Trường Giang là chào. Dạ. Dạ, gửi đến anh Ba Ngọc Sơn kính yêu lời chào trân trọng nhất. Em sống ở Mỹ, công việc của em là kỹ sư dầu khí. Cơ duyên nào mà anh cũng về đây tham gia chương trình này? Anh chị em truyền tin cho nên mình nghe được rồi mình về mình tham gia. Rồi bây giờ anh sẽ có cơ hội trình diễn một ca khúc. Anh sẽ trình diễn ca khúc mang tên là gì? Yêu dân tộc Việt Nam. Việt Nam máu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn yêu mẹ, yêu con đường làng ngày ngày hai buổi đến trường, thuở con bắt bươm hái hoa, yêu dân tộc Việt Nam nổi giống lạc hồng, yêu cha bây giờ mình thoải mái rồi thì bây giờ sẽ là cơ hội đến gần với giọng ca của anh Ngọc Sơn hơn, mình hát cho giống hơn nữa. Sẵn sàng chưa? Mời vào bên trong. Hai bạn ấy đã rất thoải mái rồi, tuy nhiên lại một lần nữa làm khó cho hai bạn ấy, bởi vì ca khúc sau đây là ca khúc kinh khủng khiếp mà ca khúc này ai cũng thuộc. Ca khúc được mang tên Tình Mưa Được Tắt Đi. Những người còn lại sẽ vào trong ô cửa, vị trí không ai biết. Ở vòng này chúng ta lắng nghe nửa bài đầu, sau đó bắt đầu bình chọn và đi tìm giọng hát mà quý vị nghĩ rằng đó chính là anh Ba Ngọc Sơn. Nếu như thí sinh nào vượt qua được nhiều bình chọn hơn anh Ba, ví dụ anh Ba 20, bạn ấy được tới 30 lượt bình chọn, thì 30 lượt đó sẽ nhân 2 và mang về 60 triệu đồng tiền thưởng. Trong trường hợp không vượt qua được bình chọn của anh Ba thì bạn ấy sẽ là người chiến thắng trong đêm hôm nay và được bước vào bán kết. Tổng số tiền thưởng là tổng số bình chọn nhân với 1. Anh Ba đã sẵn sàng chưa anh Ba? Sẵn sàng. Mời anh Ba.
trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu mùa. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi như ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cánh già nhà hôn con, và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho đến người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sống trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của nghệ sĩ Tấn Bèo, Quách Tấn Du và Kheo Gió. Anh Tấn Bèo hiện tại đang nghiên cứu về hệ thống thiết kế của sân khấu, màn hình LED như thế nào, chứ thật ra không biết anh Ba Ngọc Sơn đang ở đâu. Bây giờ chúng ta phải hỏi bên phía gia đình. Anh Ba Bèo thấy sao? Tôi không tin ai hết, tôi chỉ tin mẹ thôi. Mẹ xác định cho con số mấy mẹ. Mẹ cứ nói đi, con cũng là con của mẹ mà. Cảm ơn Tấn Bèo. Anh Ngọc Sơn là số 3. Nếu mẹ nói như thế thì con không có quyền gì để cãi lại. Đa số tất cả mọi người đều nghĩ anh Ngọc Sơn đang ở vị trí số 3. Chúng ta xem điều đó có đúng hay không. Thời gian bình chọn dành cho tất cả quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Chúng ta hãy chờ xem nửa bài hát còn lại. Còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh. Và cha nằm một con, sưởi ấm những cánh con, và cha khẽ nói: này con yêu ơi,
sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu. Tất cả đều nghe rất rõ ràng, đơn giản, một chữ cũng biết được anh Ngọc Sơn đang ở đâu. Bây giờ chúng ta bắt đầu chờ đợi có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi ca sĩ sau mỗi ô cửa. Từ đầu tới giờ, tất cả quý vị giám khảo khách mời đều lắng nghe và lựa chọn hầu như là đúng hết. Và 69 lượt bình chọn đã dành cho nam ca sĩ Ngọc Sơn. Như vậy là trong hai thí sinh còn lại, không bạn nào có thể chiến thắng được anh Ngọc Sơn. Và trong hai bạn, một người mang về 16 lượt bình chọn và người còn lại chỉ thua một lượt bình chọn là 15 lượt bình chọn. Ai mang về 16 lượt bình chọn sẽ là người đoạt được tấm vé bước vào bán kết và có cơ hội bước vào chung kết, mang về giải quán quân và giá trị tiền thưởng là 300 triệu đồng. 16 lượt bình chọn đó cũng chính là 16 triệu đồng đã thuộc về thí sinh bước ra từ ô cửa số 1. Xin chúc mừng. Và ngay bây giờ đây, ca sĩ chính của chương trình là ca sĩ Ngọc Sơn sẽ cùng tất cả thí sinh cùng nhau hát một bài hát do chính anh sáng tác, được mang tên Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp tình. Những phút thần tiên bên em lòng ép ngay, trào dâng trong lòng anh đam mê cuộc say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hòa nhé, kề vai bên nhau cùng say sưa khu nhà tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời buồn ơi, rằng anh yêu em. Dùng qua xe cá duyên chiên nè. Đất ơi, thiệt tình. Trời ơi, lái cái kiểu gì không biết. Trời đất ơi, nó rớt luôn luôn kìa. Trời ơi, xe mới mua mà con làm hư xe con rồi. Trời ơi, con ơi, con chạy cái kiểu gì mà tao muốn ói luôn á. Tao còn muốn ói huống hồ chi cái cửa xe của mày nó không ói. Trời ơi, con thấy mà, ngoài trước rồi, nguyên con kiến nè, lỡ cán nó sát sinh sao. Lấy xe phải có tâm chứ. Hai ba. Có tầm quá. Trời ơi, mệt cần chết. Mày làm ơn mày lái xe giùm cái đi con. Mày lái xe kỹ giùm cái đi con. Kỹ cái gì con nói cho cô nghe nha. Con á, mới lấy bằng lái á. Trời ơi, lấy bằng lái hồi nào? Lấy đâu rồi? Hồi nào? Tiếng hồ. Trời ơi. Trời ơi, mình giao sinh mạng cho nó rồi. Nhưng mà học xe này lâu rồi. Thầy giáo chạy nhiều lần rồi nha. Bây giờ ngồi yên đi để chạy, đừng có nói hoài không tập trung à. Trời lỡ sát sanh sao. Nói nghe nè. Hả? Nói đi. Tôi mệt không nói nữa. Sức cái dầu gì tôi nghe hôi quá, nhức đầu quá. Trời đất ơi, tôi sức dầu gió cha mày, sức dầu hôi. Cái ý tôi nói bà sức cái dầu cho nó thơm, cho nó sang một chút. Sức cái mùi dầu gì nó hôi rình. Cái bà này cười hen.
người ta mệt, người ta đi xe nè, nó chạy cái kiểu này nè, thì tôi muốn sức dầu gì tôi sức, mắc gì tới bà mà bà nói. Trời ơi. Chà, cái giọng nói này nghe quen quen ta. Ha, giống như là học sinh cá biệt năm nào vậy ta. Nè, cháu hỏi có phải giọng của Hồng Ngọc đó không? Như Quỳnh, Hồng Ngọc, Quỳnh ơi, Quỳnh. Ê, hey. À. Trời ơi, thôi rồi. Cái gì? Tới trường rồi kìa, xuống đi. Tới trường rồi kìa. Tới rồi. À, thôi xuống, rồi, xuống, thôi xuống, 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 mình đi xuống. Trời ơi, bà xuống cái một cái bánh xe nó mềm liền luôn. Rồi đi đi, xuống rồi, đi đi. Quang. Hả? Gì? Trời ơi, tính tiền đi. À, quên nữa. Trời ơi, trời chạy ơi, ơi. Còn lấy tiền nữa hả? Ông lại chạy chùa. Đây nè, đây khuyến mãi luôn cái kiến luôn. Này đồ hiệu không? Tôi giống Đàm Vĩnh Hưng nha, đồ hiệu tôi mới xài à. Đem cái này về đi mà dán lại. Rồi, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn con nha con. Dạ rồi, đi nha. Bà Ngọc, tới trường của mình rồi nè bà. Ừ. Biết bao nhiêu năm rồi tôi mới trở lại đây đó bà Quỳnh. Bà Quỳnh ơi, bà có nhớ nhiều kỷ niệm không bà Quỳnh? Nhớ sao không nhớ. Đây nè bà nhìn đi. Bao nhiêu năm rồi trường vẫn còn y nguyên vậy đó. Trời ơi tôi. Bà có nhớ kỷ niệm gì không? Sao không nhớ? Hồi trước kia hai đứa mình thì hay giận nhau hay gây nhau, nhưng mà từ lúc mà bà thể hiện một cái tình cảm á, tự nhiên tôi thấy tôi thương bà. Tôi bị phạt á, cái bà ra, bà xin thầy mà thầy không cho, cái bà ngồi đó với tôi luôn, cho hết suốt buổi phạt luôn vậy đó. Tôi cũng nhiều kỷ niệm lắm đó. Bà biết cái gì không? Cái gì? Một lần á, thầy phạt tôi chép một đống bài vậy nè. Tôi chép đâu có nổi, gần xỉu luôn. Cũng may của bà chép giùm tôi đó. Vậy hăng. Vậy mà không biết nhớ ơn ta. Tây nè, mấy chục năm rồi tính cảm ơn mà mất liên lạc. Giờ sẵn đây nè. Cảm ơn bà nghe. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, 90 ngày qua chưa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần vui nhau mất rồi. Buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không? Đường xây bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Xa biết bao rồi, kỷ niệm mình luôn nhớ mãi. Hoàng diên một mình ai, từng đêm nằm im gối chiên, nỗi u hoài nào ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy cảm thông được nỗi vắng xa người thương, màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần nghe sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm. Thank you.
đất hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần nghe sang kỷ niệm người xưa biết đâu. Cô nhớ con không? Ủa cô trúng số sao mặc đồ đẹp vậy con? Con vừa chạy ngang qua đứng nghe hai cô hát hay quá, về bỏ nghề chạy xe lam luôn, làm ca sĩ. Dạ xin được cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Hai giọng ca của hai em nữ alto, nữ trầm mà chọn giọng giống nhau ghê đó. Chứ nếu mà người nào cao hơn sẽ chớt quớt nha. Em biết sao không? Đây là hai chị em ruột. Wow. Em còn bất ngờ cho anh nữa nè. Còn hai người nổi tiếng nữa. Chị Thanh Hằng và cô Thanh Ngân. Hèn chi cái âm giọng giống nhau lắm nha. Rất là hay, nghe rất là đầy xúc cảm. Đúng cái chất giọng của Bolero luôn đó. Chúc mừng hai em nha. Ban nhạc cũng rất là tuyệt vời. Chơi một cái bản phối rất là lạ, rất là hoàn hảo đó. Thì đoán luôn, cái kịch này là chị Quỳnh viết. Nguyên cái thần thoại của chị rất là duyên dáng, và nó hợp lý, và nó dẫn dắt cái người nghe vào câu chuyện nó rất là ngọt ngào. Riêng với chị Thanh Ngọc, cái phần bỏ nhỏ lại một lần nữa làm cho em rất là cảm phục. Tập rất là nhiều đó, mới có được cái kiểu bỏ nhỏ nó dài và nó làm cho người ta nuôi cảm xúc nó kéo dài như vậy đó. Rất là hay. Nếu Hưng có điểm 10 ngày lúc này Hưng tặng liền cho cả ba người. Chị Ngọc chưa có quen với sân khấu nhiều, cho nên là chị Quỳnh vẫn diễn, nhưng em biết mấy lần chị nhắc, nhưng mà chị Ngọc không có để ý là cái slam nó đang đi, cho nên nó rung lắc vô cùng. Là chị Quỳnh cứ vậy nè, mà chị Ngọc thì chị tỉnh queo, chị đứng thẳng tân à. Xong rồi chị Quỳnh chỉ khều mấy lần, chị nhắc nhở. Đi, cho Hưng được bào chữa nhé. Tại vì chị Ngọc nặng hơn. Đúng không? Nhưng mà cái đó cũng chỉ là một chi tiết nhỏ. Tại vì chị Ngọc ít có gọi là cái trải nghiệm ở trên sân khấu nhiều như chị Quỳnh. Chị Quỳnh thì là số 1 rồi. Vì còn tìm nhau
còn chờ in dấu chân anh. Niềm thương mến đó bây giờ và nghìn đời, dù gió mưa dạt dào còn đẹp như khi quen. Chưa biết một lần, vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gắm được một nụ hoa nở về đêm. Được, cảm ơn Mai Trần Long và Kim Chi. Kính thưa quý vị, bài hát vừa rồi được mang tên Hoa Nở Về Đêm. Đó là một câu trả lời chính xác của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hay quá anh ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần nhận xét từ ban giám khảo nha. Bé Kim Chi, câu thứ 3 của bất kỳ một phiên khúc nào trong cái bài hát này, phần A đó, con đều xử lý không giống bất kỳ một ca sĩ nào trước đây đã từng hát bài này hết. Rất là mới lạ, chú cảm thấy rất là thích. Nói chính xác á, là hai đứa hát nó có cái kiểu mới, không bi lụy, vừa phải. Những vòng tiếp theo anh nghĩ là rất là nhiều chủ đề, rất là nhiều cái để làm. Thí dụ mình sẽ làm về cái tình học sinh nè. Lâm dư sức, anh không biết, anh nghĩ nè, em năm nay khoảng 31 mà anh nghĩ anh khoảng 13 tuổi chẳng hạn như thế. Em dư sức làm được những cảnh hồi lại trước đây 10 năm. Em vẫn đóng vai thư sinh vì cái gương mặt của em cho phép làm điều đó. Bài này hai đứa em hát rất là tốt. Anh dùng từ rất là tốt. Xin được cảm ơn rất nhiều. Wow.
Trời ơi, đừng giỡn anh nữa mà. Đi trễ có mấy phút làm gì giận dữ vậy? Trễ gì có mấy phút, anh đi đâu mà trễ? Tại vì mưa gió bão bụng rồi sao anh đi được. Giận luôn. Giờ giận hoài đúng không? Được rồi. Trả lại cho em mảnh khăn hồng đó, có tên hai đứa màu chữ màu, dần hơn chỉ nhau để rồi luyến nhớ lối về lỡ gặp hững hờ. Ngoảnh mặt che nón làm ngơ. Trả lại cho anh tình thương ngồi, với em anh ước hẹn duyên thề. Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy anh gió quạt đêm mùa lùa tay thì biêu em. Tại anh hôm ấy nào phải vì em, anh hứa đợi rồi anh quên để mưa hôn lên tóc mềm. Dần hơn hai hôm dài như một tháng, một người quay đi, một người ghé non, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chậm chờn. Trời ơi, năng nỉ chút xíu hết giận đúng không? Hết giận rồi đúng không? Không hết, tao hết giận rồi, làm hết hồn, giận nữa. Trời ơi trời, giận hoài quá. Tình nhớ nếu mình thôi dần làm quen, anh xin làm gió gọn đèn mùa lùa tay thì biêu. Lên tóc mềm giận hơn hai hôm dài như một tháng, biết anh đôi ba bữa bằng năm tròn. Một người quay đi, một người ghé non, nắm tay mẹ giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chậm chờn. Quay đi, một người ghé non, nắm tay mẹ giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chậm chờ. Đừng giận anh nữa nha. Lần này thôi nữa đó nha. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Giọng ca của Hoa đó, người ta đã làm một cái giọng nó đẹp sẵn rồi, không phải gần, không phải làm bất cứ một cái điều gì hết. Người miền Nam phải không? Con người miền Nam đúng không? Dạ đúng ạ. Ở quê ở đâu nói cho mọi đại dân biết. Dạ quê em ở Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng rồi. À wow. Rất là trong và giọng rất là liêu trai, nghe dễ chịu lắm. À, về Hoàng Ngọc Sơn thì chàng trai này cất giọng lên một cái nghe mà âm trầm mà ấm, rất là ngọt ngào, hát rất là hay. Chúc mừng hai em nhé. Ở vòng sau nữa anh khuyên hai đứa nên chọn những bài tiết tấu nhanh một chút, vì tụi em diễn được tạo không khí và có miếng có chiêu trò để làm. Bây giờ tiểu tình cũng chơi rồi,
Nhưng bây giờ nếu mà mình thi vô những vòng trong nữa thì mình mới có hát, nhưng mà nhạc sung, nhạc sung thì bây giờ em biết nhảy không? Trời, em nhảy thì được mà biết khán giả coi được hay không thôi. Bây giờ làm thử luôn có được không? Hôm nay đến đây có một vị giám khảo khách mời đúng không? Lên đây dạy nhảy với Ngọc Sơn luôn nè. Xin mời anh ba lên đây dạy nhảy nè. Đó. Cái này mới ghê nè. Michael Jackson này nha. Michael. Quay. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Quay. Áo. Cái này còn quay. Hay quá. Chiêu này mới nè, chiêu này mới. Chiêu này lạ nè đó. Hey. Oh. Xin mời các quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi ca sĩ Lê Chinh và nghệ sĩ Hà Linh. Xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên màn hình để xem nha. Xin mời quý vị. Một chú cá vàng. Cá vàng thì dính tới bài gì ta? Cá này kỳ quá à. Văn câu, câu cá, chuyện tình cá mình ơi, cá. Cá ơi, cá, mày vào đây đi. Tắm cám không, cá bóng không? Bấm 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 bang hả? Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta muốn biết được bài hát này tên gì. Xin mời quý vị hãy cùng đến với màn trình diễn của đôi song ca, ca sĩ Lê Chinh và nghệ sĩ Hà Linh. Ủa, em, trời. Trời, cái gì vậy mình? Trời, giờ này đi đâu vậy? Em đi công chuyện. Trời ơi, công chuyện gì nhà, đăng đăng đê biết bao nhiêu công việc mà em nói vậy? Thì hồi nãy em ghi giấy em đưa cho mình rồi, mình quên hả? Ủa, có ghi giấy nè. Trời này vé xe nè, lát quên nó chết nữa. Cái gì? Giặt đồ, lau nhà, rửa chén, nấu cơm. Trời, sao nhiều quá vậy em? Cái gì mình lung chuyển hết trơn hết trọi vậy nè? Cái nhà có 2 mét vuông mà mình lau không được, mình làm không được nữa thì sao mình? Ừ, sau này nhà mình quy hoạch mà lớn quá vậy. Còn cho con bú nữa nè. Hả? Đừng cho con bú nữa hả? Chứ sao? Em đàn ông mà em kêu làm mấy cái gì vậy? Ủa? Ngộ đời chưa? Mình đàn ông, em là phụ nữ em còn làm được, không lẽ mấy cái việc nhỏ nhỏ mình làm không được? Đúng đúng, cái chuyện này là phải làm được, đàn ông phải làm được. Nhưng em phải nhớ điều là đàn ông mà. Nam chi chi chi. Trời ơi, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng bắt lâu nhà là sao? Thôi không có nói nữa, em phải đi liền. Kể công chuyện của em rồi. Không được, nhưng mà nãy giờ em chưa có nói là em đi đâu hết là sao? Anh muốn thắc mắc, anh muốn hỏi em đi đâu, em phải trả lời cho anh chứ. Sao bữa nay mình hỏi em nhiều quá vậy? Hỏi em trả lời là anh không có hỏi nữa, em hiểu không? Anh hỏi em hôm nay đi đâu? Hỏi nữa, em nói rằng em đi văn câu. Trời đất ơi, đi văn câu hả? Em đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Em có cây sào em chống ào ào, chống ào ào. Nhanh lắm. Anh hỏi em sao đi văn câu? Cái đó diễn của đàn ông mà. Thì em chống xuồng, em đi văn câu, chứ không lẽ em lội sông? Cây thủ tiêu vào nơi cánh đồng sâu. Em cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió dạt dào. Anh mát lắm đó mình à. Mê lắm. Trời thằng nhỏ mát, cá cắn câu vẫy đuôi gọi nhau. Nửa đêm văn câu, em ước lên thấy muôn vì sao. Không đủ che nắng mưa anh dám mơ gì đâu. Xuồng ve tí teo, sông nước lên em sẽ quay về mau mình yên lắm. Anh hỏi em văn câu ra sao? Có câu hỏi hoài thì em thá mùi, em đem câu văn nè. Em đem câu văn con cá nào ăn? Con cá ăn rồi, con cá rồi đời. Thì cá nó rồi đời chứ sao? Anh nội em văn câu vui hâu. Cái này được nè. Em nói rằng em vui sao mà không mà. Em vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Vui quá à, ở nhà với anh đi. Ê, ý, con khóc mình hả? Ơi, con khóc, khóc, khóc. Trời ơi, con ơi, sao con khóc đúng chỗ, đúng lúc quá. Ủa, đâu có nghe tiếng con khóc đâu. Ủa? Trời đất ơi, vợ mới đây đâu rồi? Chết rồi, phải dặn cái gì quên rồi trời ơi. Để coi coi. Cái gì mà dặn đồ, lau nhà, nấu cơm, rửa chén.
Không có ổn rồi. Để con nhớ cái gì ta. Chết rồi. Anh rồi em hôm nay đi đâu hả? Thì em nói rằng em đi dân câu. Ủa, sao mình hỏi hoài vậy? Em đi dân câu trên chiếc xuồng câu. Em có cây sào em chống ào ào. Chống ào ào. Ủa, anh hồi em sao đi dân câu? Trời đất ơi. Thì em chống xuồng em đi dân câu. Trời tôi thèm quá trời. Cây thủ tiêu vào nơi cánh đồng sâu. Em cắm cây sào nghe sóng rì rào. Gió vàng vàng. Cái này mình biết mà mình. Trời thành gió mát. Cá cắn câu quẩy đuôi. Nó gọi nhau nữa chứ. Đưa đêm dân câu. Em ngước lên thấy muôn vì sao. Đẹp thừa không đủ che nắng mưa. Anh dám mơ gì đâu. Xuồng bè tí theo. Sông nước lên. Em sẽ quay về mau luôn á. Mình ơi. Anh nuôi em dân câu ra sao. Trời ơi. Thì em tham mồi. Em đem dân đem dân câu con cá nào ăn. Con cá ham mồi. Con cá rồi đời. Cá nó rồi đời. Trời ơi. Ham ăn là chết đó mình. Dân câu vui quá. Không vậy. Thì em nói rằng em vui sao không. Trời ơi. Vui mà hỏi hoài hả. Em vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng. Như sáo sổ lòng. Alo. Alo. Rồi. Alo, alo, alo. Rồi, sóng gió đi đâu hết trơn á, trời ơi, trời đó. Alo. Alo. Ủa? Alo. Đang cầm điện thoại đây mà. Trời đất ơi. Ủa? Sao, sao? Em nói em đi đâu mà. Nãy giờ em nấp ở ngoài cái hàng rào, em rình mình. Ủa, móc mớ gì em ra ngoài em rình anh chứ vậy? Mình á, em mới ra ngoài có chút xíu mà mình giống như gà mắc đẻ vậy hả? Ủa, mấy cái việc nhà anh đâu có rình đâu em. Đó, mình thấy chưa? Em á, em làm như vậy là em muốn cho mình thấy á, cái công chuyện của người phụ nữ trong gia đình á, tuy là nhỏ mà khó làm lắm phải không mình? Dạ dạ anh biết rồi, anh rút kinh nghiệm sâu sắc rồi. Mai mốt anh hứa anh ở nhà anh sẽ phụ em chịu không? Thiệt không? Thiệt chứ anh hứa mà. Hứa mà có vui không? Vui chứ, vui lắm á. Vui giống như là con cáo sổ lòng con xá ra sông. Cái gì vậy? Mình nói gì vậy hả? Hát lộn hả? Nói gì hả? Con cáo sổ lòng con cá ra sông. Dễ thương quá. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng đến với một ca khúc Dân Câu. Dạ, xin cảm ơn. Em thích là cái gọi là cái thông điệp trong bài hát này hơn, nhiều hơn. Tại vì á, mấy ông chồng xem tiết mục này lên nhà, về nhà nhìn lại mình nha. Thấy không? Mấy ông nói là đàn bà phụ nữ chân yếu tay mềm á, tụi tôi làm chuyện lớn. Mấy ông giỏi thử làm chuyện đó rồi được không? Cho nên mấy ông mấy ông phải biết thương người ta chứ. Còn nói về cái bài hát này, ca và diễn, thấy ngay Hà Linh liền, thấy anh liền. Nói lại một lần nữa, vẫn thích cái thông điệp đem lại. À, tôi cảm thấy rạo được trong lòng lắm. Nghe sao hay quá vậy. Thì ra là cháu của Bảo Quốc phải không Linh? Dạ, đúng dạ, rồi. Dạ. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Cái giọng của em á, tuy rằng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà em phát âm ra rất là đẹp. Cái âm sắc của hai em nó vang lên, nó nghe hay lắm, nghe hòa quyện với nhau. Nói chung đây là một tiết mục rất là hoàn hảo, perfect. Chúc mừng các em. Dạ, cảm ơn. Chiều này mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bóng nghe lạnh thêm. Chiều mùa sương hay mùa khói thuốc anh, em không là ai, anh nhủ lòng sau đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không. Áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế khi sâu. Anh mới yêu lần đầu mà em đã yêu lần sau.
chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm say nhân, chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh, hay tại chiều hôm kia em giận không anh vùng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chẳng làm thơ. Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không, biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này nàng cứ quên hẹn hoài và chẳng cứ quên chờ. Chiều mai rồi lại không thấy em, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm, đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu anh mới yêu lần đầu mà em đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm đôi má thắm dài nhân, chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh, hay tại chiều hôm kia em giận khóc anh vụng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn nhưng anh chẳng làm thơ. Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không, biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này nàng cứ quên hẹn hoài và chẳng cứ quên chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này nàng cứ quên hẹn hoài và chẳng cứ quên chờ ai. Xin được cảm ơn Hồng Mơ và Hùng Thanh rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với sự nhận xét từ ban giám khảo nha. Cái bài hát rất là dễ thương, hòa âm cũng hay. Khi mà giọng tấu chuyển tông lên một tông khác làm bài cho cái giọng em sáng hơn. Với câu chuyện được dàn dựng ngay lúc đầu, tất cả mọi thứ đều đang êm đẹp hết. Nhưng mà phần của bố mẹ xuất hiện, anh thấy nó bị gượng ép. Ví dụ như cái phần giọng tấu, mình có thể xin ban nhạc hoặc xin đó âm nhạc nó dài hơn một chút để cô bé có thể vì diễn một cái cảnh là bố mẹ bắt ở nhà không có cho đi gặp thì nó sẽ dễ thuyết phục hơn. Riêng cái tóc của Hồng Mơ, dặn mấy người làm make up lần sau chọn một cái giải pháp là thật là hợp lý, nó không làm cho em lớn hơn bạn trai của mình, đúng không? Cái tóc của em chỉ cần cắn hai cái trăm nữa thôi là thành hàng Nga liền luôn đó. Mình phải kỹ chút xíu nữa cho một của mình. Phần hát của Mơ á là tốt, anh không có bàn về nhiều. Nhưng Thanh em có một cái hát là cái cách hát, cái kiểu hát có chút xíu gì đó cái âm hưởng của người xưa, giống như của anh Thái Châu, của anh Khoa, em Duy Quang, ấm ấm của Duy Quang. Hồi xưa có một anh Khoa nữa và hát cái thể loại nhạc tình này rất hay. Cái giọng trầm ấm mà rõ lời bây giờ kiếm không có đâu, rất là ít. Hay, tốt. Nhưng cái đoạn đầu người ta để ý tới cái hát hơn, không để ý tới kịch. Nửa phần sau
kịch đem ra thì bắt buộc người ta không để ý tới, tới hát nữa, mà ta lại để ý tới kịch để coi cái câu chuyện này kết quả như thế nào. Nhưng nói thì không phải là anh sợ hai bạn múa buồn hay bạn múa đóng vai mà phụ huynh á không thể nào tải nổi cái câu chuyện này. Nếu chỗ đó chung ra ngưng lại, tôi nói chuyện này, tôi đề nghị cậu không được theo con gái tôi nữa. Và bà mẹ dẫn về, em đứng em chắn xong cửa luôn, đứng ra hai người khoảng cách với nhau thì sẽ cực kỳ hay. Rồi, rồi chúc mừng tiếp một hai đứa. Xin được cảm ơn những lời góp ý chân thành từ ban giám khảo. Vợ ơi. Gì đấy? Vợ à. Ơ cái anh này cứ ơ ơ à à hoài à. Muốn gì thì nói xem nào. Từ cái ngày mà hai vợ chồng mình cưới nhau đến giờ đó cũng lâu, lâu lắm luôn rồi đó. Hai đứa mình chưa có Này anh lo mà học hành đi, thi cử đến nơi rồi đấy. Thôi mà học á thì ngày nào anh cũng học rồi. Không lẽ em bắt anh học, học hoài học hoài, không có cho anh nghỉ ngơi thư giãn à? Hay là tối nay á hai đứa mình Này anh mà chưa thi đỗ á thì chưa cho động phòng. Chồng ăn học, nhưng mà vợ yên tâm, phen này nhất định chồng sẽ thi đỗ, rồi hai vợ chồng mình chưa, hay là để chồng phụ vợ dọn dẹp đấm lưng cho vợ rồi vợ chồng mình đi ngủ sớm nha. Chẳng tha áo gấm hay nhẹ
Cảm ơn rất nhiều. Hai bạn đã mang đến với chúng tôi một màn trình diễn cực kỳ dễ thương. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Và xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Đúng là một cặp đôi rất là dễ thương thiệt. Và cái sự sắp xếp minh họa cũng rất là ý nghĩa. Và nó vừa phải. Cái bài hát này, thật ra cái tông nó dành cho nữ có điểm sáng nhiều hơn. Cái sự hy sinh của nam là khá nhiều. Không có điểm sáng nào dành cho nam, đó là sự hy sinh rất lớn của người đàn ông trong gia đình. Hy vọng rằng là sẽ nhận được một cái phần trình diễn tưng bừng và sáng sủa hơn nữa dành cho cả hai. Chúc mừng hai em. Xin được cảm ơn phần nhận xét của anh Đào Vĩnh Hưng. Em xin được mời anh Minh Vy. Sang, chính gốc là em là người miền nào? Em sinh ra tại miền Nam nhưng mà tại sinh sống tại khu vực Đồng Nai. Cũng là những người miền Bắc nhưng mà miền Bắc hơi lai vào miền Nam một chút. Là cái phần thoại đầu của em là tiếng Nam tiếng Bắc rất lẫn lộn. Tới khi, nhưng mà anh có sẽ bào chữa cho em như thế này. Cả hai bạn đây là tập đầu tiên và cũng là giống như chào sân á. Nên cái sự bỡ ngỡ và cái anh dùng từ là hơi nhát sân khấu một tí. Có đó là có. Nhưng mà thường thường mấy cặp đầu nhát là cái chiêu, cũng là cái chiêu. À, tới tập 2, tập 3 mình sẽ bung chiêu ra. Còn cái bài diễn rất là dễ thương. Và cái người biên đạo cho em, anh nghĩ là anh Lê Việt. Thường người ta nghĩ tới cái bài duyên tình này là người ta sẽ nghĩ tới cái, là áo tứ thân, là áo dài khăn đóng. Mà làm theo cùng cách cổ. Nhưng cái đây là một cái nét mới, là nó hơi nửa hiện đại và nửa xưa xưa. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo.